đưa nó vào cái chỗ ấy. Đưa nó vào phần quét ID ở bên kia. Cái quy đó ấy. Mở từ từ. Chả nắp đi. Ra công an bắt công an lấy lại ngay. Chả nắp đi hôm nay. Không chưa bố để lắp nhé. Nào bố thế nào đây? Cháu nó khôn ra đi. Cháu hoàn đấy kìa. Đi có đồng nhựa lắp được rồi đúng không? Hôm nay cháu đấu trộm yếu. Không phải chơi quả trộm ác đấy. Ê... con biết rồi nhưng mà làm cái đấy là cái gì chống trộm á? Ừ, cái công tắc nó nhỏ nhỏ thì cho hẳn cái công tắc to đùng về. Sợ nó đây. Thôi đi. Mình quả nhốt hoặc là cái bấm bấm nhỏ nhỏ thì không phải chơi. Bố vừa bảo quên. Biết rồi nhưng mà bố vừa bảo quên cắm cái gì? USB đâu? USB là cái nào? Là cái nào không? Như cái này không? Cái này liên quan gì đâu? Cái này ở đâu ấy? Ở đầu mà. À ơ đúng rồi.